sư bổ nhiệm Phan Anh Vũ nhớ cho tôi mỗi lần thơ. Cho nên tôi là chứng là quét tắt trong những bài thơ thôi. Và Liên đoàn Trường giáo đã trên 25 năm, phải không ông Tư Đức, phải không bằng Tư Đức, trên 25 năm. Và ở trong Esai 25 phải 54 và câu 2, câu 3 đó là nền tảng của Liên đoàn Truyền giáo Phúc Âm và Hội Thánh Phúc Âm. Cho nên trước khi tôi làm chứng thì có mấy lời chúc chung. Thứ nhất là tôi chúc mừng chung cho quý tàu tớ con cái Chúa, và sau đó thì nói về cái kết quả của Liên đoàn Truyền giáo Phúc Âm trên 25 năm. Tuổi già rồi, có thể xin quý vị lắng nghe nè. Nhờ tiên tưởng, nhờ đương tràn diễm ảo, sương còn rơi mờ mịt tráng ứng tráng sao, muôn triều dân sóng nhập gần xiết bao, làm ngây ngất tình xung can mật máu. Chúa xuân về đã soi sáng đặt, Đức Thánh Linh đưa dép nẻo hồn linh, vui bước đi theo chùa trong linh trình, đường thể mỹ ngàn xưa luôn mở rộng. Tôi chúc quý tội tớ Chúa vui sung trong cuộc sống, bởi năng quyền và ân tứ của Thánh Linh, cả gia đình đều được hạnh phúc an bình, bao phước hạnh yên lành bên cha thánh. Tôi chúc quý con cái Chúa mùa xuân hưng thịnh, mỗi một ngày đều khỏe mạnh bước theo cha, việc làm ăn được may mắn trong an hòa, cả gia đình đều vui tươi hạnh phúc. Xin mời bằng sư Dương thì thảo đây chỗ này. Bây giờ thì nhớ là quý vị anh Tâm Thường Vụ và bà ông gì ông Mục Sư Minh á, Thường Vụ á, có một suy ông cáo thầy vừa cái này như này hơn nhã tôi nói thì thể sai 54 câu 2 câu 3 là nền tảng gây những mở mang hội thánh trên 25 năm của Liên đoàn Truyền giáo Phúc Âm, là niềm vui cho tất cả tôi tớ con cái Chúa trong các hội thánh Phúc Âm. Bây giờ xin nghe đây nha. Xuân cứ đi ngày một ngày vui hớn hở như rừng cây đồng cỏ lẫm trên đời, xuân cứ đi thử bao giờ ta biết rõ, xuân ngắm lên bên suối nước ta
tạm nơi. Xuân năm nay, đầu năm mới ca ngợi, bao nhiêu vui chất chứa bấy nhiêu ngày. Ta đứng dậy vui tràn đời trỗi dậy, bao trái tim, bao ánh mắt, bàn tay, những sắc đẹp đã ẩn hưởng cả thải. Liên đoàn truyền giáo đã tránh 25 sức cứ lớn sẽ mở mang gian trại. Vui vui lên giờ già trẻ nở cười thầm. Cái đó là sức cứ lớn sẽ mở mang gian trại, là hết sai tháng 4 câu 2 câu 3. Vui biết mấy những trẻ già luôn ca hát giữa dòng đời dào dạt tiếng hoan ca. Vui biết mấy nhạc hòa ấm bát ngát những công trường xây dựng giữa bao la. Vui biết mấy bao con người đi tới hai cánh tay giữ hai cánh ba lây. Chúa hằng hữu là ban cho tất mời niềm vui tươi hạnh phúc cây muôn đời. Vui nước mấy bao con người đi tới hai cánh tay như hai cánh ba linh. Chúa hằng hữu căn và đã bán cho sức mời. Như đây sai đoạn 30 câu 31 nói gì vậy? Niềm vui tươi hạnh phúc để muôn đời. Đó là hai bài thơ mà mình sư Vũ yêu cầu vậy. Thưa Hồng Thắng, từ trước đến nay tôi đã tháo sống tham tầm qua những thời điểm của nhiều chế độ. Từ khi tôi sống cho đến bây giờ qua 7 chế độ. Ở đây có ai sống 7 chế độ, kể cả chế độ bây giờ? Thứ nhất là chế độ triều đình vua chúa, là thời kỳ khải linh, thời Võ Đạo. Thứ hai là chế độ pháp thuộc, thời kỳ toàn quyền đờ tu và pháp tu. Thứ ba là chế độ pháp xí nhân. Năm 40 Nhật pháp xí Nhật, phải Nhật bây giờ Nhật pháp xí á. Vì thế giới Đức Ý Nhật là pháp xí và giết bát biết bao nhiêu người, nhất là người Do Thái ở nhiều nước trên thế giới.
Thứ tư là chế độ u nhi. Nguyễn Văn Tăng và Trần Văn Hữu và chế độ Nam Kỳ Quốc, chế độ muốn chia rẽ đất nước này. Thứ năm là chế độ Việt Minh, vì tôi ở Bưng Miền nhiều năm rồi về công tác ở Thành. Hôm nay cái thằng ông Phản mà tin Chúa không? Đây là về chế độ cũ. Thứ sáu là chế độ cũ, chế độ Cộng Hòa. Thứ bảy là chế độ xã hội chủ nghĩa, xã hội bây giờ. Cho nên trước khi tôi có cái lời thì tôi xin cầu nguyện. Cầu nguyện cũng to tát thôi. Hãy xin chúng ta hướng về Chúa trong sự cầu nguyện. Tôi lời hàng ngộ dâng lên Chúa là đánh thương con tự thở đời. Con đã bình bồng cảm sống do nhờ Chúa nãy con đến tuổi già. Tuổi già nhìn lại đường gian khổ dính mình những đời sống bảo tàng, sức con yếu đuối bao phan ngã. Chúa đã nâng con đứng vững vững, nước mắt từng đêm thổn than thở với Ngài và chỉ với Ngài thôi. Gian khổ đời con gian khổ quá, có Ngài con chỉ có Ngài thôi. Có Ngài giúp sức con vui sống, vui giữa trần gian lắm bảo dông, vui thấy người lầm từng tạo phạm. Nhờ Chúa phủ che bỗng ân hồng, rồi tháng năm qua cơn gió hoàng tóc thưa sáng bạc nén thâm sương, suy nghĩ đã không còn minh mẫn, nhớ nhớ quay quay vẫn rất thường. Xin cho con kể Ngài chỉ kỷ, vì Chúa thương con, Chúa hiểu con. Những lúc cuộc đời buồn nhau về, mấy ai gán bỏ với con hơn. Có Ngài hết sức và nâng đỡ, bán cho yên ổn không mỏi mòn. Nhờ Chúa hai con còn được sống, tuổi già như vậy chẳng chi hơn. Mai đây mỏi sự xong đời tạm, mãi mãi cũng vui
nước bình an. Bình Chúa trong tay Ngài cảm động. Chúa ơi, tạ ơn Chúa vô cùng. Mai đây mọi sự xong đời tạm, mãi mãi cùng vui với thánh đồ. Bên Chúa trong tay Ngài cánh thiên quốc, Chúa vui, tạ ơn Chúa thiệt bao. Chúa vui, tạ ơn Chúa chỉ cao. Đó là lời cầu nguyện của tôi. Đời sống tục thể cũng như thuộc linh của tôi trải qua nhiều sự than trầm cao khổ, làm việc cho đời nhiều lần bị tù lại khổ ai. Hầu việc Chúa gần 70 năm nay cũng đã có nhiều khó khăn bát bơ. Thời điểm này quý con cái tôi cho Chúa hầu Chúa rất dễ, nhưng những thời điểm của tôi trên 70 năm, gần 70 năm khổ lắm. Dường như gia đình bà Sườn là bà Xu của tôi đó, cách đây trên 25 năm đó, khi chúng tôi nhóm thờ phượng Chúa đó thì vì là cả khu vực lên tới thành phố, cả công an, cả mặt trận đủ thứ hết, vay hết, xuống bóng cả camera, khổ lắm. Đó là một trăm việc như vậy. Cho nên hầu việc Chúa gần 70 năm khổ lắm. Và trong mọi hoàn cảnh đó thì có Chúa ở cùng, nhìn giữ, giúp đỡ, ban phước và dạy dỗ bởi lời của Ngài. Nếu tôi sống vẫn vui, vẫn yên khỏe như lời Chúa ở trong Hebrew đoạn 4 câu 16 nhắc nhở là hãy vững lòng đến rồi gần nơi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp tôi trong thì giờ khó khăn. Những thì giờ khổ như vậy thì chỉ có Chúa mới vượt qua thôi. Nghĩa cả thầm phản giác cũng bị bắt ra cả. Cả công an thành phố cũng mời, và cả những người trong hậu thách cũng cả bắt bớ. Cho nên khổ lắm. Có lẽ một số lớn tuổi thảo thì biết rồi đó. Cho nên bây giờ thì dù vậy thì tôi cũng vui. Tôi không có thời giờ để nó hết. Tôi chỉ tóm lại, tóm lược ở trong ý một số câu thơ là âm ý là ám quệ Chúa ban. Và sau đó thì tôi có mấy lời ca ngợi Chúa.
bác sĩ tâm sinh. Nó sự ca ngợi Chúa vừa là phúc bổ, vừa là nhân tố kích thích tinh thần lành mạnh cho những ai hết lòng ca ngợi Chúa. Cho nên chúng tôi này, tôi ca ngợi Chúa. Bây giờ trước còn trẻ để hát đúng nhạc, bây giờ thì hát với cả tấm lòng. Có thể đúng nhạc mình có thể sai, nhưng mà quý vị sẽ bán nhạc thì nên là bây giờ các bác vui thay ca hát đổ mùa hát hoài. Để khen danh Chúa là vua thiên đàng, lời ngài màu nhiệm vạn toàn, tội luôn vắng giữ mỏ ra bước đi, ơn ngài bao phủ mỏ thì, tình thương sâu rộng tuyệt thi vô vàn, bình an quyền phép Chúa ban, tinh thần lạnh mạnh hát vang dạt dào. Chúa cho tôi sống giờ nào, tuổi này chỉ thấm từng giờ ở trên đất, biết đâu giờ sau này tôi về với Chúa không biết được, hay là 10 năm nữa cũng không biết được. Chúa cho tôi sống giờ nào, mỗi ngày xem đất ước ao trong lòng, luôn gần bên Chúa cậy trong, vui tươi yên khỏe sống trong ơn ngài. 90 chỉ một tiếng hò, 105 tuổi thọ không ngờ Chúa ban. Nó đang đi đứng không lầm, thái độ thật, sống trong tình Chúa chẳng mệt gì hơn, khỏa vui gần Chúa sát to, thánh linh vận dẫn lòng cầu ổn an, tiếng hoa người ở trần gian, những ân huệ ấy Chúa ban cho mình. Quá trình trong cuộc nhân sinh bao phen chìm nổi điêu linh với đời, đã từng tù rạc tơi bời, giữ giam khổ ải rã rời lao đao. Thời gian năm tháng qua bao, một ngày sẽ đi là ngài đã về với Chúa đó. Còn đâu nữa mình hiểu rằng chuyện đó thường tình, nên chi tôi chẳng tìm mình dây dưa, cầu xin Chúa cứ dạt đưa. Ngày giờ năm tháng cuối mùa đời tôi, tận trung theo Chúa một thời, lòng yêu kính Chúa trọn đời hướng yên, gần ngày về với Chúa gắn liền, tương giao cùng Chúa ở riêng với ngài. Lời ngài đã bắn không sai, Chúa dành chỗ ở thiên tài viễn miên, hiển vinh an lạc diệu hồi, vinh quang sống đậm nam quyền hướng tai. Lời ngài đã bắn không sai, Chúa dành chỗ ở thiên tài viễn miên, hiển vinh an lạc vô biên,
thẳng thoáng chiếu sáng giữa quyền vĩnh hai. Giờ đây tôi hát vài bài nhân tình cho chúa quyền vai nhân tử bốn bài. Giờ đây tôi hát đôi bài nhân tình cho chúa quyền vai đầu đầu. Lòng tôi vui thắm thay,
hân hờ là về quyền phép Chúa ban cho ngày những tội vui hân hờ khác ngài chẳng thôi
Tại sao mà điều gì khiến cho mục sư ở trong lứa tuổi 105 tuổi mà chúng ta thấy là dường như từ bài cầu nguyện cho đến lời nói con đều bằng thơ hết, và rất hiếm có một con người như vậy. Và khi tôi suy nghĩ điều đó, tôi biết rằng điều gì đã khiến cho ông có thể có một trí óc minh mẫn như vậy. Như lời của Thi Thiên thứ 90: tuổi tác tôi đến được 70, còn nếu đến 90 thì nó là sự kêu căng hay là buồn thảm. Nhưng mà tuổi của ông đã đến 105, mắt ông không làng, tâm trí ông vẫn còn minh mẫn. Ấy là ông đã suy gẫm về lời của Đức Chúa Trời, và lời Chúa đã khiến cho ông được khôn ngoan, lời Chúa đã khiến cho ông được minh mẫn, và lời Chúa khiến cho ông được đứng vững qua những cơn thử thách đó. Tôi tin rằng đó không phải là kinh nghiệm của mục sư Lê Văn Hòa nữa, nhưng nó là kinh nghiệm của hết thảy mỗi chúng ta ở tại nơi đây. Chúng ta muốn trẻ mãi, hãy đọc lời của Chúa. Muốn trẻ mãi, hãy suy gẫm lời của Ngài. Muốn luôn luôn gương mặt chúng ta tươi trẻ, hãy suy gẫm lời của Chúa. Vì có lời của Chúa nói rằng, sau chúng ta suy gẫm luật pháp Chúa ngày và đêm, thì chúng ta sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ được thành vượng. Không chỉ có sức khỏe mà còn có sự thịnh vượng trên đời sống chúng ta, từ trong tâm linh cho đến bên ngoài thể xác của chúng ta nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa về những gì chia sẻ tâm tình của mục sư Lê Văn Hòa. Giờ đây chúng ta sẽ cùng nghe lời lập chứng của cô Tiến. Xin mời cô Tiến sẽ dâng lời lập chứng. Tôi cảm ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh. Tại vì là thời gian thì Chúa chỉ cho mình giới hạn thôi. Thành thử ra nói mà ơn lành của Chúa thì mình lập chứng không có lúc nào để hết nổi. Bởi vì như trước đây Hội Thánh 9 năm trước, Hội Thánh đã từng biết tôi từ cái chết sống lại. Nhưng nếu mà tôi không tin Chúa thì chắc giờ là xuống âm phủ rồi, chứ không được lại tiền đàn. Thì cảm ơn Chúa, tôi cũng làm chứng lại với Hội Thánh là Chúa không ngừng yêu thương tôi cho đến bây giờ cũng vậy. Tháng 8, ngày 22 Tây tháng 8 vừa qua, ở dưới tôi có cơn bão, thì tôi nói bão siêu tốc gì đó, rất là lớn. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì những người không có Chúa thì họ rất rúng động, họ rất lo sợ. Nhưng mà với tôi thì lúc nào tôi cũng trông cậy Chúa, như lời Chúa đã phán hứa trong Kinh Thánh. Tôi thì tôi dốt lắm, nhưng mà tôi cứ nắm bắt mãi lời của Chúa, không ngừng. Người yêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc nhỏ, việc lớn, và những việc mà những người chưa từng biết. Thì tôi cũng cảm ơn Chúa. Thì tôi thì tức là nghĩ ngay trước kêu cầu Chúa. Thì những người làm chung quanh ở xứ tôi thì ngày nào cũng nghe thông báo là có người này bị sự cố, có nghe bị sự cố. Nhưng mà cảm tạ Chúa, tôi kêu cầu suốt đêm như vậy, thì chiếc ghe của tôi và những người anh em làm cho tôi thì họ vào bờ rất là bình an. Và cho đến ngày hôm nay tôi cũng xin làm chứng Chúa không ngừng yêu thương tôi. Cách đây 3 tuần tôi đi chợ bỗng dưng á, cái chân phải của tôi á, nó không muốn đi nữa. Khi mà tôi muốn bước tới nữa, đi giữa đường vậy đó, bước tới thì bỗng dưng tự nhiên nó đau và nó muốn sụp xuống, không thể đi được nữa. Thì tôi không có nghĩ gì khác hết ngoài lời Chúa thôi. Tôi ngồi xuống và đặt tay đi ngay cái phiểu nối phải của tôi là nhân danh Chúa, Ngài cất đi mọi đau hỏi ra khỏi phiểu nối con, trong danh Chúa Ngài là đấng chữa lành. Tôi cảm ơn Chúa. Thì tôi đứng dậy, bước đi của tôi rất bình thường. Tôi nói là Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, vì con biết rằng Ngài lúc nào ở cùng con á. Có như vậy thì chân này con sẽ đi làm chứng với Ngài, thì mỗi ngày ít nhất là tôi làm chứng một người, đó là ít nhất. Bởi vì tôi sống ở dưới đó đó, lộn lạo ở dưới biển đó đó, thì không ít nhiều người tôi buôn bán với nhau. Thành thử trong đời sống với tôi nói Chúa là Chúa ơi, con còn sống ngày nào trên đất này con sẽ làm chứng vì danh Ngài. Bất cứ lúc nào, nơi nào thì xin Ngài lúc nào cũng cho con có sức mới để con làm chứng danh Ngài. Tôi cũng làm chứng lời Thánh rằng là hãy tiếp tục trông cậy Chúa và tin chắc rằng là Chúa lúc nào ở cùng chúng ta. Amen. Có
con tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn yêu con, phải không thưa Hội Thánh? Thánh có sẵn sàng nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn yêu con. Ngài không chỉ yêu cô Tiến mà Ngài còn yêu tất cả các thầy chúng ta ở tại nơi đây nữa. Vì vậy chúng ta sẽ dâng lời tạ ơn Ngài. Xuân mới niềm vui đến khắp cho người, từng nụ cười trên môi hát vang khúc ca chào xuân. Bầu trời nhẹ xanh thắm với đôi cánh em tung chào, cò hoa vui đón xuân. Lòng thầm tạ ơn Chúa Ngài ban cho ta xuân về, đời thắm tươi biên bao ơn lành của Chúa. Xuân đã về trao cho nhau hy vọng, bao thóa vui chờ mong. Xuân đẹp tươi ấm êm chào dân, chào về nhau tháng năm vui buồn. Cùng hòa nhịp xuân mới, cất tiếng hát ca ngợi, ngợi ngợi ca Chúa xuân. Chào một mùa xuân mới, niềm vui thêm đến trong Chúa. Bao ước mơ nguyện dâng Chúa thôi, năm nay xuân đã về. Đến với mỗi cuộc đời hạnh phúc thay tuyệt vời.
mùa xuân mới niềm vui đến khắp cho người, từng nụ cười trên môi hát vang khúc ca chào xuân. Bầu trời nhẹ xanh thắm với đôi cánh em tung chào, cỏ hoa vui đón xuân. Lòng thầm tạ ơn Chúa Ngài ban cho ta xuân về, đời thắm tươi biết bao ơn lành của Chúa. Xuân đã về trao cho nhau hy vọng, bao thóa vui chờ mong. Xuân đẹp tươi ấm êm chào dân, chào về nhau tháng năm vui buồn cùng hòa nhịp xuân mới, cất tiếng hát ca ngợi người người ca Chúa xuân. Chào